Bộ Thông tin và Truyền thông mới phê duyệt đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số. Trong đó có xây dựng cổng thông tin mạng lưới tư vấn viên ngành thông tin và truyền thông tại địa chỉ https://vbi.gov.vn. Đây là kênh đầu mối cung cấp cập nhật thông tin về chuyển đổi số doanh nghiệp của Bộ, là công cụ kết nối doanh nghiệp với các chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ kinh doanh chuyển đổi số, cung cấp kho học liệu số và thông tin các khóa bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, tạo lập cơ sở dữ liệu chuyển đổi số doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ kinh doanh, làm cơ sở để hoạch định chính sách, kế hoạch, chương trình thúc đẩy chuyển đổi số. Thank you.